Hello chào các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu tới các bạn một cái sản phẩm mới của Lenovo. Trên tay đây mình là một cái sản phẩm cũng nên nói và đáng chia sẻ về cái trong cái lượt hàng về bên mình. Theo chuẩn là hàng bên công ty gì là nguyên liệu phong mà nhập từ Mỹ về thì mình có nói nhiều rồi. Mình sẽ cũng khui ngẫu nhiên một chiếc ở trong cái thùng này ra và chúng ta cùng khám phá cái bên trong. Bất kỳ chỗ nào tất cả đều là nguyên liệu phong hết các bạn nhé. Vào đây. Ok, chừng nào đi. Ok. Đây, tổng quan phía cái đóng gói của dòng iPad. Tem niêm phong của dòng này là màu đen, vẫn có chữ Lenovo in chìm trên tem này. Máy này được trang bị cấu hình Core i5 chip HQ. Sản phẩm này nhắm tới những đối tượng là ưa công việc nặng và làm việc ở những môi trường khắc nghiệt, cường độ cao. Được nhá, sorry mình khui chiếc này là R90LEZU4. Thì bài check ở trong link tại dưới clip để các bạn xem thì mình sẽ hướng dẫn chi tiết thêm. Đây logo. Đây, mình sẽ bóc tem và khám phá sản phẩm này. Thường một lô hàng về công ty sẽ khui cho một chiếc và để cũng trả lời luôn câu hỏi là các bạn cũng như là khách hàng hay quan tâm hỏi về tại sao mà bán hàng nguyên liên phong thùng. Trường hợp thứ nhất đó là khách hàng tới khui ngẫu nhiên thì bên mình mượn khách hàng để trên tay cho anh em luôn, hoặc là mới về thì mình cũng công ty khui ra như này. Tổng quan phía bên trong. Wow. Sản phẩm thì đóng gói khác với dòng T là trang bị cái mút mềm này, giấy cứng, cục sạc. Đây là đi kèm là có giấy sách hướng dẫn và sạc. Đây, tổng quan phía bên trong thì cái này cũng là chiếc trên tay đầu tiên của mình luôn. Mình xem cái số sorry của máy vớt thẳng vào đây xem có thấy không, dựng lên mở. Ok, ra rồi, số thông tin vẫn như những sản phẩm khác thôi, có biết từ ngoài trong và đầy máy. Mình trên tay nhanh tổng quan sản phẩm này. Trên tay mình đây là Lenovo IdeaPad 700, một phân khúc cho những đối tượng chơi game làm đồ họa. Một vài bài đánh giá thì có đánh ở ngay cả trong diễn đàn công nghệ tinh tế cũng có chia sẻ về sản phẩm này rồi. Các bạn có thể lên YouTube search cái model thôi, ra rất là nhiều bài đánh giá thì đấy cũng cho biết thêm một kết quả, đó là một sản phẩm cũng được tương đối nhiều đối tượng quan tâm, tại sao cả từ bên nước ngoài và trong nước cũng đánh giá nhiều về sản phẩm này. Trên tay mình đang là chiếc IdeaPad 700 của Lenovo. Thì mình sẽ giới thiệu sơ qua sản phẩm này. Hiện tại thì trong nước cũng có một số bài viết về sản phẩm này rồi, thì mình không nói quá nhiều về nữa mà mình chỉ nói những cái điểm nhấn. Và chi tiết bài viết thì mình sẽ để vào link ở cuối bên dưới clip trong phần mô tả, các bạn xem ở trong đó luôn. Tổng quan giới thiệu sơ qua trên tay của mình. Đây. Với một sản phẩm 15 inch sau này mới ra của Lenovo, ngay cả an ninh tinh tế cũng viết bài này và trong hội chợ công nghệ sản phẩm này được thừa hưởng với những nét tinh tế trên dòng game chuyên dụng của Lenovo được đầu tư rất là nhiều. Dòng i520 720 đang là một cái tên rất là nổi ở trong hội chợ công nghệ luôn, nhưng mà sản phẩm này được thiết kế thiết lành hơn bởi bỏ bớt một số chi tiết hầm hố gân phía sau nổi lên đây, giống như đặc thù của sản phẩm gaming. Thì nhắm nhánh sản phẩm này tới hướng đối tượng là làm việc của đồ họa và game kết hợp với giải trí. Thì cái hệ thống âm thanh phía sau các bạn nhìn thấy đây, bây giờ thì zoom sát vào đây đúng không? Ok, sản phẩm này được trang bị công nghệ âm thanh là loa JBL, hai loa ở phía hai bên mặt lề đây.
thì sẽ cho người trải nghiệm âm thanh một cách rất là tuyệt vời. Bởi vì khi âm thanh phát ra thì sẽ ra đều xuống hai bên tai này luôn. Những cổng kết nối ở trên sản phẩm này, từ phía sau lên các bạn để ý thấy là có một cổng LJ45 cho mạng truyền thống rồi, một cổng HDMI, hai cổng USB, còn đây là đèn tín hiệu. Các bạn để ý cái đường thiết kế rất là tinh tế từ sản phẩm này, hơi lõm phía trong và có cái phay xước, giống như mình liên tưởng có thể là giống như một số phiên bản xe độ chẳng hạn, sợi carbon ấy. Phía bên trái là từ phía sau màn hình lên đây là một lỗ cắm nguồn, là một lỗ cắm khóa Kensington để xích cái máy, khóa cái máy và cái chỗ làm việc ra cố lại. Các bạn có thể dùng hoặc không. Còn tiếp theo là một nút cắm nguồn chuẩn vuông của Lenovo về sau. Một cổng USB, một khay đọc thẻ nhớ, một lỗ mic 3.5 và một cái lỗ nhỏ ở đây. Thì như thông tin mình biết được là cái lỗ nhỏ này là có cái tính năng của nó đây, khôi phục lại Windows bản quyền, thay thế cho thính phát cái van ngày xưa của Lenovo là bấm là để chỉ có đi lại Windows. Thì trên sản phẩm này thiết kế mới là cái lỗ này, thì các bạn muốn khôi phục Windows bản quyền là có một cái thiết bị nhỏ đấy, cắm cái lỗ là ấn vào. Để chính xác sử dụng và trải nghiệm như thế nào thì mình sẽ chia sẻ sau khi được sử dụng nó, tại vì máy này chưa bung win, vừa bung thùng ra thôi. Chút nữa mình sẽ bung win và mình trải nghiệm, sẽ chia sẻ để các bạn dùng những sản phẩm này khi gặp sự cố về Windows có thể sử dụng cái tính năng này của máy với những máy được trang bị sẵn Windows bản quyền, ví như là hàng chính hãng hoặc sản phẩm như bên mình ngậm nhập về là từ thị trường Mỹ bắt buộc phải có Windows bản quyền. Máy được thiết kế vát về phía trước. Đây, tổng quan phía trước. Wow. Tổng quan phía trước thì trơn tru, không có một cái gì đây cả. Hiện tại thì máy quay của anh em thì đang gặp chút sự cố nên là quay bằng máy ảnh, cho nên một số yếu tố có thể không bắt nét kịp thì các bạn thông cảm nhá. Anh em sẽ cố gắng hết khả năng để đem ra chia sẻ được những cái hình ảnh mô tả trung thực nhất về sản phẩm gửi tới các bạn. Tổng quan phía trước. Tổng quan phía sau. Cái điều đáng nói đây là hệ thống tản nhiệt. Đấy, ổn không anh? Ok. Tổng quan phía sau sản phẩm thì vẫn là nổi bật lên là cái loa được thiết kế hai bên. Thì mình sẽ cố gắng nói về cái loa này thôi. Một bên này trước, đó là cái loa được trang bị công nghệ âm thanh là JBL cho trải nghiệm âm thanh rất là chắc, với đặc biệt là những âm vị như loa bass chẳng hạn. Và thiết kế sang hai bên, thay vì một số sản phẩm là trang bị một loa xốp ở dưới đáy máy thì có thể cho mình trải nghiệm chưa tốt về âm thanh. Cái đây thì kể cả khi các bạn có để màn hình gấp gần xuống thôi, xuống chế độ nghỉ thì vẫn cho âm thanh không bị cản trở bởi cái thiết kế này, rất là hay. Phía sau màn hình đây được phủ một lớp nhung nhựa, một lớp nhung cao cấp, thì đấy là cái huyền thoại của Lenovo rồi. Tổng quan phía sau nổi bật duy nhất là cái logo bóng, các bạn có thể nhìn đây khi mà nhìn góc khác của cái Lenovo, góc mở màn hình đây. Phía sau nổi bật với lại hệ thống tản nhiệt rất là lớn, một khe phía sau và hệ thống khe lưới đây. Máy này được trang bị hai fan nhé, hai cái quạt để làm mát máy. Tiện phía sau mình cũng chia sẻ luôn, máy này là trang bị cho những đối tượng làm việc chuyên dụng về cấu hình và hỗ trợ tối đa cho việc nâng cấp. Thứ nhất là có khay chờ của SATA-12 rồi và khay cắm ổ cứng, có hai khay cắm RAM hỗ trợ rất là nhiều cho người dùng khi mà cần nâng cấp thiết bị phần cứng lên, rất là thuận lợi. Và tiện về độ mỏng thì mình cũng chia sẻ luôn, thì đây là cái chiếc laptop màn hình 15 inch theo như cái cảm nhận của mình là được tối ưu, có thể là không thể mỏng hơn được nữa trên một cái máy được trang bị cấu hình mạnh như này với hệ thống tản nhiệt và những cái hiệu năng của nó đem lại. Mình đã sử dụng một chiếc keyboard in một carbon thì chiếc 14 inch nên đã được đánh giá là mỏng nhất thế giới trong phân khúc màn hình 14 inch. Thì mình sẽ trải nghiệm cái so sánh thử được độ mỏng so với chiếc 15 inch. Tất nhiên máy của mình giống MacBook thì một cái so sánh hơi bị khập khiễng, nhưng mà để các bạn có thể tự tạm hình dung ra được cái độ mỏng phía sau cũng tương đối là ấn tượng cho một màn hình 15 inch. Và mỏng về phía trước, chất liệu của X1 đây là bằng carbon cao cấp, còn chất liệu của chiếc iPad 700 đây là mình xem ở trong bài đánh giá là chất liệu bằng nhôm và nhựa cao cấp luôn. Phía trước đây mình thấy chất liệu căn bản là giống nhau, không phải bằng carbon không thì mình sẽ, nếu có lòng tin mình sẽ nói sau, nhưng mà chất liệu rất là bền.
Thực ra cái máy này là nhắm tới những đối tượng sử dụng trong những môi trường khắc nghiệt và làm việc cường độ cao, thì là chiếc máy trên tay mình đây đáp ứng tương đối là tốt cái nhu cầu làm việc thôi. Mình sẽ quay lại những tính năng ở trong chiếc sản phẩm này. Vì tổng quan phía trước với cái mỹ quan thì các bạn tự cảm nhận đây rồi, thì mỗi người có một vẻ cảm nhận sản phẩm riêng, mình không nói nhiều về vấn đề đấy. Tổng quan phía trước màn hình, máy này là được trang bị màn hình chống lóa, phía trên đây được tích hợp một camera và những cái nẹp cao su. Ra trần máy khi mình gấp xuống thì nó sẽ bảo vệ màn hình rất là tốt. Okay. Màn hình chống lóa giúp cho ta làm việc được nhiều môi trường ngoài trời cũng như là môi trường ánh sáng lớn thì chiếu vào màn hình. Cái tính năng cũng như là cái điểm mạnh màn hình đây thì ở trong cái bài viết dưới link các bạn xem chi tiết nha. Tại vì một số những cái thông số kỹ thuật như điểm mạnh hoặc độ hiển thị thì trước đó mình cũng in lên thì mình sẽ chia sẻ nó sẽ rõ hơn. Đây chỉ tổng quan cái cảm nhận đầu tiên thôi. Nhưng bàn phím này cũng được đánh giá rất là cao. Một cái được tích hợp cái công nghệ là độc quyền bàn phím hình chữ U của Lenovo vào. Mình thấy cũng hợp lý thôi, tại vì riêng những sản phẩm mà để trang bị cho công việc nặng hoặc là đặc biệt là giới game thủ thì khó khi cảm giác được cái cảm giác tay rồi, nên độ bền buộc phải tương ứng với sản phẩm, cường độ dùng bàn phím của game thủ tương đối là nhiều. Tất nhiên là có hỗ trợ từ bàn phím bên ngoài, nhưng một số game thì có thể là chơi trực tiếp trên đây luôn, ví dụ môi trường làm việc hoặc văn phòng hoặc là tiện lợi độ bền của bàn phím. Thì cũng được trang bị như máy này, được trang bị bàn phím sáng. Có hai mức điều chỉnh ánh sáng phù hợp với đối tượng sử dụng. Trong trường hợp ánh sáng yếu hoặc là dư sáng thì mình có thể điều chỉnh trực tiếp trên cái sân đây. Và cái tùy chọn linh hoạt cho cái phím chức năng ở trên này cho phép người dùng có thể là can thiệp vào được, có thể là phải có thể là ấn phím function để sử dụng những tính năng đi kèm bên trên, hoặc là có thể mình ấn trực tiếp trên này đều được. Đấy là có thể can thiệp vào mình thì là thao tác chuyển đổi thôi, giao thức bên trong iOS. Máy này được trang bị là cả GameForce GTX 950 và sử dụng RAM DDR4, độ phân giải Full HD. Đây là tổng quan phía trước của sản phẩm. Không cần tắt nhé. Và công ty của Darius. Nó quay rồi. Nó quay. Quay tập trung vào. Bộ này đẹp. Sao lòng em không vui đi? Những lúc như thế em đang nghĩ gì? Có phải em hết yêu anh? Hãy nói cho anh nghe đi, để anh không phải bận tâm. Chân xuống mình gọi thẳng màn hình. Còn hạn, thử lên cái thử này. Thử cái bật lên thử này. Mình gắn hết đi.